Dạ, mình chào quý cô chú anh chị em trên kênh Phát Thái Vi ha. Thì nhằm phục vụ Hoa Kiển thì hôm nay có nhu cầu giao lưu cái lô ngũ sắc trăm mỏi hoa thơm quý anh chị. Như những clip chia sẻ thì quý anh chị hôm nay mình sẽ được báo giá và mình trực tiếp gửi ship cho quý cô chú anh chị mình luôn nha. Lô này phải nói ngũ sắc nó lên hoa như thế này thì không thể bỏ qua quý anh chị. Đó, mình gặp anh Văn Vũ để chi tiết giá từng loại cho quý anh chị mình ha. Rồi, chào anh Thái ha, chào tất cả cô chú anh chị đến kênh Pháp Thái TV. Em Văn Vũ ở làng Hoa Sa Đéc, số điện thoại em giao lưu là 0968 878 912. Thì hôm nay em mua được cái lô này 30 cây, thì cũng nhờ anh Thái tới vườn quảng bá ha, chưa kịp đem về ha cô chú anh chị. Thì bông màu sắc cực gỡ gì nè, thì hôm nay em cũng quảng bá tại vườn luôn đó, để cho cô chú mình biết mua hàng cho nó dễ ha. Thì cái cây này, cái cây mã... cái mẫu thứ nhất đi. Cái mẫu thứ nhất đi, mẫu thứ nhất ha cô chú. Tại vì nó nhiều size, nó dạ, trên lệch đó. Dạ, cái này là cao 1m05 nè cô chú ơi, tán ngang nó được là 75 nha cô chú. Hàng cây thành phẩm rồi nha quý anh chị. Nói chung là tông một cốt cô chú ơi, quá trời nó đẹp rồi. Cái này là 20 hoành nha cô chú. Nó coi có bú luôn rồi cô chú. Nó lên nu, nó già. Tại vì thoát thân được 68 hay cô chú. Cái này màu vàng nè quý anh chị. Dạ. Màu tím kem nè. Màu trắng kem nè. Rất là nhiều màu ha. Nói chung là khoảng 3 màu đổ lên đó cô chú ơi. Đó, mẫu thứ nhất. Rồi mình cứ đi dài dài đến thấy chút xíu tới mình báo giá cho cô chú mình xem tham khảo ha. Đây quý anh chị. Phơm đẹp lắm cô chú. Nó có nhiều màu dòng trăm mỏi, nó có nhiều màu hết cô chú. Đó. Đó. Thì cô chú nào cứ coi cây nào thích cứ chụp hình đây gửi em báo giá cụ thể ha. Đó. Đây, mẫu thứ nhất mình báo giá luôn đi anh Thái ha, cho cô chú mình nắm bắt cho dễ. Cái mẫu này nè, em bao ship toàn quốc cho cô chú giá 1.4 triệu ha. Đó, 1.4 triệu là em bao ship toàn quốc cho cô chú. Bông nó thơm lắm nghe cô chú. Mà cái dòng này rất là dễ quý anh chị mình. Dạ, cứ nó tàn quý anh chị mình cứ cơi thôi. Dạ, kia mình cơi. Dạ, cái tàn nó tròn. Dạ, và dòng này thì quý anh chị mình có thấy là cái dòng này là ghép gốc gừng nha, gốc này rất là khỏe nha. Và còn một cái dòng cây rin nữa, cây rin đó thì thân nó không lớn. Cái mình đi dài dài qua phía bên đó đó anh thôi. Bên đây thì đa dạng mặt hàng hay cô chú. Dạ, đây cái này là màu tím nè quý anh chị, màu tím cà. Màu vàng rực rỡ ha. Dạ. Mình cái mình qua đây anh Thái, qua đây đi. Đi được được không anh Thái? Rồi, nay thì size lớn hơn xíu ha cô chú. Đó, đây đi, đây vô là cái mẫu thứ hai đi anh Thái ơi. Cái này nó cũng được 3 4 màu nha cô chú. Form này form lớn nè. Dạ. Cao nó được là 1 mét nha cô chú, tán ngang quá xá luôn. Tán ngang nó được 1m25 hay cô chú. Form rất đẹp hay cô chú. Đó. Đây cái này thì nó lên quá trời nguyên một bệ luôn cô chú ơi. Lên nu luôn. Đó, cô chú nào thích dòng bonsai thì chơi hàng ngày. Em đo tổng ở đây nha. Trời ơi. Tổng bệ nó tới 105. Ủa phải không? Đâu đâu vậy? Lộn thức rồi. Lộn bề ha. Này tới 45 rồi cô 45, chú ơi. 45, xin lỗi anh chị ha. Đại lên diện, nu luôn. Đại diện cây một thân. Một thân là 22 hoành hay cô này, chú. Phu thê quý anh chị. Dạ. À, cây này thì em bao ship cho cô chú mình là khoảng 200 km đi, tại vì cây bự đóng khung đồ này giao xe tải cho cô chú nha. Cái này bao ship cho cô chú mình 200 km, giá 1.8 triệu nha cô chú. Đó, 1.8 triệu ha. Form rất là tròn. Dạ, rất là to. Dạ, quý anh chị. Màu tùy quý anh chị mình chọn màu thôi nha. Chơi cây này phối màu vàng cam nè, rồi cái màu tím kem nè. Dạ. Đó, tím pha màu kem. 1.8 triệu màu này là màu đỏ nữa nè. Rồi, hàng này em giao lưu giá 1.8 triệu luôn cô chú ơi. Để em đo thì chiều cao nó cũng khoảng là 90 đến 1 mét thấy cô chú, nhưng mà cái tàn ngang nó bự lắm nha. Nó tàn ngang tới 1m25 nữa hả cô chú. Hàng này là chỉ là giao khoảng 200 km là giao xe tải hả cô chú ơi, chứ bó lại đi đường bưu điện thì nó khó lắm nha cô chú. Đây, đo tổng cái hoành dưới đây ha, là 46 hay cô chú. Đó. Đây, trời ơi. 30 luôn cô chú ơi. Đó, 30 luôn ha. Đó, hàng này cũng giá 1.8 triệu luôn cô chú ơi. Nó có màu kem đâu cô chú. Dạ, màu kem, màu hương á, màu trắng, màu tím, màu hồng. Đó, hàng này cũng vậy hay cô chú. Trời ơi. Đó, cô chú nào mà thích cây nào thì chụp hình lại cây đó. Cái này một màu. Đó, còn đây là nhiều màu thì quý anh chị mình chọn thôi. Trời ơi, mấy cây quá trời đẹp anh thấy rồi. Đó. Đây. Gốc nào gốc nấy nó già. Cái này thì một màu nè cô chú. Này cao 100 hay cô chú. Tán ngang nó được 101 hay cô chú. Sạch bông chưa ha. Hàng này thì một cốt ha, một cốt nhưng mà nó cũng này được 35 hoành cô chú ơi. Nó quá trời bự luôn nha. Cây nó già dữ lắm, già cô chú ơi. Đó, thằng này giá cũng vậy hay cô chú. Cái lô bên kia là đang con phân tàn á, nó thân. Dạ, cao ha. Đó. Rồi, để mình đi dài dài bên kia cái đi anh Thái ơi. Đó. Ồ, cái lô bên đó quá trời. Mình đi qua tới cái tông Vin ha anh Thái.
cái tông zin đi. Mình đi qua cái login. Đó, này phối cũng nhiều màu anh chị. Dạ. Đó. Màu tím nữa nè, tím cà. Màu okay, đỏ. Hết biết. Đây, cái góc này mình giới thiệu cái góc này luôn, đỏ Nhật nè anh thấy ơi. Đỏ Nhật này ha, đỏ Nhật form tàn rất là tròn của chú ơi. Nó cao được 85 ha. Lái ngang nó được 95 của chú ơi. Màu đỏ Nhật nha cô chú, mới tứ luôn cái đọt ha. Đó, tổng đầy đi cô chú ơi. 33 hoành thấy cô chú. Hàng này em giao lưu với cô chú là giá 1 triệu gửi ha, em bao ship toàn quốc, hàng nhỏ nhỏ này em bao ship toàn quốc được. Còn ví dụ mà hàng lớn như gì nè, là bao 200 km hay cô chú. Cái này là màu vàng cam. Vàng cam hay cô chú. Hàng này là cái giá 1 triệu 8 nè cô chú. Đó. Cô chú mình chơi cho nó dễ ha. Rồi, mình qua cái lô tông zin hay cô chú. Ồ, như cây này phối rất là nhiều màu nè quý anh chị. Đây. Màu vàng, màu kem, màu đỏ, nhật. Hàng này tím. Thì cái màu zin luôn cô chú ơi. Cây này luôn. Là cây rin. Dạ. Cây rin nó thì thân nó không được lớn quý anh chị. Đi dài dài ở đây cho cô chú mình thấy cái size cây rin này có chung một size màu à? Dạ chung một size, thì chiều cao nó tầm khoảng chừng 1m3 hay cô chú. Rồi mình vô cây này luôn đi. Mình đo mẫu một cây đi, tại vì cái lô này nó đồng trạng nhau à. Dạ. Cái này là 1m4 á cô chú ơi, khoảng 1m4 nha. Bông nó thơm cực kỳ. Tán ngang 1m25 hay cô chú. Đó. 1m25 cô chú ơi. Cái này cái hoành của nó thì nó không có lớn nha cô chú. Cây rin đó. Cái hoành 7 thôi, 7-8 rồi cô chú ơi. Nhưng mà cái độ hốc thân của nó cao lắm nha. Độ hốc thân tới 85 nữa hay cô chú. Đó. Cây zin này em bán với cô chú là giá 1 triệu ha. 1 triệu em bao ship ha, cho toàn quốc cho cô chú mình chơi nha. Đó, cây zin 1 triệu ha cô chú. À, đặc biệt thì cây rin này nó màu thì nó không có đã được đa dạng như những cái cây dạ. Ghép. Cây ghép thì mình phối được nhiều màu, tại vì cây zin nó không zin nó lên là nó khoảng 2 màu, 3 màu ha. Ở đây trước mắt là em thấy được tím. Nó đổi màu, nói chung là ngũ sắc, người ta kêu trăm mỗi ngũ sắc là nó lên màu tím nè, màu đỏ nè, màu vàng nè, dạ. Màu cam nè. Đó, nó đổi màu liên tục đa, đa dạng cô chú ơi. Cái lô này em còn cũng khoảng chừng 50 cây hay cô chú. Đó, và đặc biệt chú. Quý anh chị nào mà ở xa mà có điều kiện mình mua đi mình bán lại, hoặc là mình trang trí điểm, mình trang trí cái khu resort du lịch á, thì mình lấy chừng 10 cây 20 cây là mình giao xe tải ha. Rồi, dạ đúng rồi. Đó, đây, đây hết biết luôn. Coi em M6 này đứng rồi cô chú ơi. Em M6 đứng nha. Này là về mình chỉ cần mình đặt mình chưng thôi quý anh chị, nó thành phẩm hết rồi. Trời. Chậu thì chậu trắng lên rất là đẹp nha. Dạ. Rồi mình sẽ đi chở ra mình một cái số lô ghép ngoài kia nữa nha quý anh chị. Dạ. Những cái màu đỏ nhật như thế này thì quý anh chị mình thấy rất là nhiều ha. Còn dạ. Cái màu này là màu mới quý anh chị. Màu tím kem cô chú ơi, màu mới nha cô chú. Màu tím cái nhị nó màu trắng dạ. Kem á. Này cao được 1m08 nha cô chú. Tán ngang nó được 98 hay cô chú. Đó. Quá, quá trời luôn, thằng này đẹp nha cô chú. Này một cốt khó khăn lên nè. Nó khoảng 2 tắc ha, khoảng 29 ha cô chú. Nó màu mới. Quá trời quá đắt luôn, đẹp nha cô chú. Hàng này em giao lưu giá là 1 triệu 6 ha cô chú. Đó. Đây, còn cái hàng bên đây nè, hàng bên đây là 1 triệu 8 nè cô chú. Trời ơi coi cái mà. Xứng đáng làm tiền ha. Xứng đáng làm tiền luôn cô chú ơi. Đó. Hàng này thì em bao ship khoảng 200 km ha cho cô chú nha. Còn hàng này là bao ship là toàn quốc nè, tại vì cái form nhỏ nhỏ mình dễ ship. Còn hàng đó là phải giao xe tải cô chú ơi. Đó. Sau lưng ra. Đây. Đó. Quá trời nhiều lắm nghe cô chú. Đó. Đặc biệt làm cái phơm tàn rất là tròn quý anh chị. Dạ. Đó. À, đặc biệt thì có nhiều cái mệnh giá quý anh chị em, từ 7-800, 1 triệu 2, 1 triệu 4, 1 dạ. Triệu 6, 1 triệu 8. Dạ. Tại vì ở đây là đa số là cái gốc nó lớn không anh thấy ơi, nó tầm khoảng triệu mấy thì nó nhiều ha anh thấy. Đó. Còn ví dụ mà cô chú mua những cái hàng phơm nhỏ nhỏ thì cũng vẫn có, như hàng ngày làm giao lưu giá 1 triệu nè cô chú, 1 triệu nè. Đó. Tại vì gốc mình thấy nhỏ ha. 1 triệu mình bỏ ra. Một cái cây nó lên nu lên xù như thế này nè. Đó. Và được bao ship nữa. Đây cái phơm tàn nè, như chế banh luôn. Anh đo thử cái phơm tàn này coi anh Vũ. Cao là 90 nha cô chú. Tán ngang là 96 cô chú ơi. Trời đây cái góc ở dưới kìa nè, nó lên nu lên xù. Này hoành 20 theo chung đo xích ở trên nha cô chú. Đó. Hàng này thì em giao lưu 1 triệu ha cô chú. Mà cái hàng này, những cái hàng này làm giao lưu giá tại vườn đi, 1 triệu giá tại vườn đi cô chú ơi. Ví dụ mà ship là cộng thêm nha cô chú. Đó. Những cái hàng này lấy sỉ thì cũng vẫn có. Đó, em báo vừa kích thước vừa cái giá bao ship và cái giá không bao ship cho cô chú ha. Ví dụ mà cô chú mà không có nắm bắt rõ thì cứ liên hệ cho em. Em sẽ gửi hình ảnh cô chú mình xem ha. Ồ, hai cây màu tím nè. Tím đẹp lắm nha cô chú. Tại vì màu tím này nó có hai màu anh chị, một dạ. Cái màu đậm bên kia và màu này thì nó hơi hai cây này em bán đồng giá với cô chú luôn, giá 1 triệu rưỡi nha. 1 triệu rưỡi là em bao ship toàn quốc cho cô chú nha. Hàng này bao ship được nè. Nó tại vì em thấy cái form tàn nó ghép nó ấy lại, mình bao ship được nha cô chú. Đó. Em bán đồng giá 1 triệu rưỡi cho cô chú mình ha. Đó.
Rồi mình tiếp tục mình đi vô cái lô ở trong kia kìa, anh thấy rồi, có 5 cây VIP ha cô chú. Dạ. Rồi mình xin chia sẻ 5 cây màu vàng với anh chị. Lô này chỉ có được 5 cây VIP nha. Dạ. Làm tàn dù giống như cây dù luôn á. Thì cái lô này em cũng mua 5 cây này ha, nhưng mà để quảng bá trước cho cô chú mình xem nha. Cây này cây zin luôn nha cô chú, nhưng mà cái tàn khỏi phải vàng cô chú ơi. Vàng chanh. Cái này là 1,5 m chiều cao ha cô chú. Tán ngang nó được mà là 1,25 m. Cái này là nó nằm trong bồn nha cô chú, nằm trong bồn ha. Ví dụ mà đi là em sẽ phá bồn ra, em bó bầu cho cô chú mình lại nha, để mình nó ăn nè. Cây này thì nó khỏe lắm rồi cô chú ơi. Cây zin này nuôi lâu dữ lắm, lâu lắm rồi cô chú ơi. Đó. Cái hoành nó chỉ có được 10 thôi nghe cô chú. Dữ lắm cái tàn nó luôn cô chú ơi, có cái dàn xương nè. Đó. Đó. Thoát thân được 90 nha cô chú, cây zin nha cô chú. Rồi hết biết luôn, được 5 cây cô chú ơi. Nó cũng đồng trạng với nhau hết trơn. Cây bên đây thì nó chắc nó lớn hơn xíu nè, nó u ở dưới nè. Bên đây thì chắc cũng hoành cỡ 11, 12 thôi anh thấy rồi. Nhưng mà thoát thân đều với nhau lắm nha. Nguyên cây dù luôn cô chú coi nè, bệnh vàng khung nguyên cây dù luôn. Đó. Rất là đẹp nha cô chú. 5 cây. Màu vàng không hay cô chú đó. Thì 5 cây này á, em cũng xin báo giá với cô chú luôn. Ví dụ mà cô chú lấy 1-2 cây lẻ, em bao ship cho cô chú giá 3 triệu một cây nha. Bao ship 200 km ha. Cây này phá bầu để lên xe tải nha cô chú, chứ ship đường bưu điện thua rồi. Hàng này là đứng từ mặt đất mà lên tới đây là khoảng tầm khoảng 1m8 cô chú, 1m7, 1m8 nha. 3 triệu ha đó. Cây nào cũng vậy nha cô chú, tại vì cây nào cũng đều như nhau hết trơn cô chú ơi. Dạ đó, hàng này chỉ bao ship 200 km ha. Đi đường xe tải nha cô chú, không đi đường bưu điện nha đó. Rồi tiếp tục mình qua cái lô nhỏ bên kia thôi. Rồi tới cái lô tiếp theo ha cô chú. Cái phơm này thì nó là vừa luôn ha cô chú, nó đang lên bông búp ha. Đó. Quá trời luôn. Cái lô này mình ship toàn quốc được ha. Dạ cái này lô này em ship toàn quốc được cô chú ơi. Cây nó già dữ lắm, già cô chú ơi. Năm màu nha quý anh chị, ngũ sắc. Năm màu ha. Để em kiếm. Có cái cây bìa đằng này nó có lên hoa đại diện cho quý anh chị mình xem. Đây cây này đi. Cái phơm này em tỉa vô dữ lắm rồi nha cô chú. Nó cao được là 95 hay cô chú, tán ngang nó được 55 nha. Cái hoành này cô chú, cái hoành hiện tại đây là 18 gửi hay cô chú, tính cô chú 18 ha. Phơm thốt thân cao cô chú, thốt thân nó được 61 ha. Phơm đẹp đây nguyên cái lô này luôn cô chú ơi. Ví dụ mà cô chú mà mua lẻ 1-2 cây em báo giá với cô chú là giá là 900.000. Hàng cái này em bao phí ship được nha. Đó, mình đi mình đóng nhẹ vô gì cái tàn gì thì dễ ship nha cô chú. Còn cái hàng nào tàn bự là em báo giao xe tải là giao xe tải, chế ship bưu điện là nó gãy hết trơn cô chú ơi. Đó, coi nè. Đây. Trắng. Rồi vàng, chanh. Vàng. Tím. Thằng này là thằng tím. Đó. Tím này là tím đỏ, tím này là tím kem. Đó. Còn màu vàng vân nữa, chạy vân sọc á. Nó nhiều lắm cô chú ơi. Cái lô này tầm khoảng chừng 40 mấy 50 cây hay cô chú, khoảng 50 cây á cô chú ơi. Đó, 900.000 là giá em bao ship toàn quốc cho cô chú nha. Đó, form rất là đều ha cô. Dạ. Rồi mình quay trở lại với cái vườn dưới ha. Dạ ok chú. Hiện rồi. Tại thì trong vườn rất là nhiều loại nha quý anh chị em. Tiếp tục tới cái hàng này hay cô chú anh chị. Hàng này thì một màu ha, tím ha, em kêu hòa hồng đó. Nên nó cao 1m21 nè cô chú anh chị ơi. Tới ngang 90. Hàng này một cốt nha cô chú anh chị. Này một cốt 29 hoành ha. Thoát thân được 47. Đó, hàng này em giao lưu cũng giá 1,8 triệu nha cô chú anh chị. Hàng gọn gọn vậy là em bao ship toàn quốc được nha. Nó còn hàng bự cái tàn nó bè ra là đi không có được hay cô chú anh chị. Hàng bên đây cũng 1,8 triệu nè cô chú anh chị. Đó, ví dụ mà cô chú anh chị nào mà thích cái cây nào chụp hình ra đi, em sẽ báo thông số cụ thể cho cô chú tại vườn đa dạng mặt hàng. Đây, cây này rất là đẹp anh thấy. Màu rất là nổi luôn. Dạ. Này nổi nhất trong vườn nè. Nó cao được 1m25. Tán ngang là 90 cô chú ơi. Trời ơi. Một cốt thoát thân nữa rất là thành biết nó đẹp nha. Cái này là 29 hoành thấy cô chú anh chị. Đó. Rồi thoát thân được là 83. Trời ơi hết biết không. Hàng này giao lưu với cô chú cũng giá 1,8 triệu nha. 1,8 triệu thấy cô chú anh chị. Một màu vàng chanh, đỏ nhật và màu hồng. Đó. Bên đây thì cũng 1,8 triệu nè. Đó. Em đo cái cụm luôn. Bên đây thì tam tài ba thân thấy cô chú. Giống anh chị. Phúc lộc thọ ha. Dạ, phúc lộc thọ em đo nguyên cái cụm nha. Cụm luôn cây cuốn mình ha. 52 cô chú ơi. Đó. Cũng giá 1,8 triệu ha. Cô chú nào không thích chơi cái hàng một cốt thì lấy những cái hàng ba thằng bốn thằng cũng được ha cô chú. Đó. Thằng này em giao lưu giá 1,5 triệu nè cô chú. 1,5 triệu ha. Đó, lộn hơn xíu nhưng mà cốt cành đẹp nha. Thằng này thì 1,8 triệu ha cô chú. Dạ. Đó. Rồi thì nãy giờ em cũng báo giá một số cây ở trong vườn em có cho cô chú mình xem rồi ha. Từ size zin cho đến size ghép và size lớn ha cô chú anh chị.
Thì cô chú anh chị nào mà không rõ thì cứ kết bạn Zalo em đi, em sẽ chụp hình báo giá cụ thể cho cô chú mình ha. Rồi, chân thành cảm ơn cô chú đã ủng hộ em clip rồi, cũng mong cô chú ủng hộ em clip này ha. Chân thành cảm ơn cô chú rất là nhiều. Dạ. Rồi, cây này thì cái size này nói chung là rất là to nên quý anh chị mình cần nguồn thì cứ liên hệ trực tiếp gửi hình qua Zalo để lựa chọn những cây ưng ý nha, phục vụ quý cô chú anh chị mình từ A tới Z luôn. Rồi, Pháp Thái Vi chân thành cảm ơn và hẹn lại anh chị vào clip tiếp theo nha.